An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón. Nên đã có thêm An Trị Vương treo, hiệu quả đã được chứng minh. Xin chào quý vị đang cùng đến với chương trình bác sĩ 247 được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh hTV 7 Thưa quý vị, đi cầu bị ra máu, đau rát gây nhiều khó chịu và lo lắng cho người bệnh. Nếu được can thiệp sớm thì sẽ chữa khỏi và hết hẳn đau rát, chảy máu khi đi cầu và co được búi trĩ theo cách đơn giản bằng nội khoa tránh phải phẫu thuật và sẽ được à, tránh được những trường hợp nguy hiểm do đó người bệnh không được xem thường tình trạng này mà cần phải xác định được nguyên nhân đi cầu ra máu để có thể can thiệp sớm nhất và điều trị hiệu quả và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đang có mặt tại trường quay đó là bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương đến từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xin kính chào bác sĩ Mến chào nguyễn khang mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, thưa bác sĩ, có phải là táo bón và bệnh trĩ khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng đi cầu chảy máu hay không? Và làm thế nào để chúng ta nhận biết tình trạng là đi cầu chảy máu là do bệnh trĩ và táo bón? Nó sẽ khác với những cái bệnh lý khác? Thì chuyện đầu tiên là cái tình huống chúng ta vừa xem xong đó, thì là bị nó đau hậu môn và nó rát hậu môn mà đi cầu ra máu. Như vậy phải nói rằng thứ nhất là cái nguyên nhân mà tôi gọi là đi cầu máu đi thì cái điều đó khiến là coi như cái nghĩ đến nhiều nhất là nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh lý trĩ đặc biệt là cái trĩ nội à, hoặc là cái bệnh hai nữa là viêm nứt ống hậu môn viêm kẻ hậu môn rồi nứt hậu môn à, và cái nứt hậu môn thì thường gặp tự nhiên hoặc là những người quá táo bón ngoài nguyên nhân trĩ và nguyên nhân nứt kẻ hậu môn là thường gặp à, thì còn cái hai nguyên nhân nữa mà cũng khá thường gặp mà nếu chúng ta sót thì nó không có tốt à, đó là chúng tôi gọi là polyp à, tức là một dạng u lành đó. cái thứ hai là chúng tôi gọi là à, ung thư ung thư trực tràng tức là khối u ác tính ở trong trực tràng trực tràng là cái ruột cuối cùng sát ngoài cái hậu môn à, như vậy à, thì, thì cái chuyện mà đi cầu ra máu thì à, chúng ta à, cần được đi khám bệnh để được bác sĩ khám bệnh và nội soi để chẩn đoán chính xác nhất còn về cái triệu chứng để phân biệt thì thật sự thì rất là khó nhưng có một cái điểm chung là trĩ thông thường chúng ta đi người ta thấy nhiều máu tươi ra ngoài nếu mà bị đứt tay nó nhiễu ra à, còn nếu mà chúng ta gọi là nước kẻ hậu môn cũng vậy à, còn nếu mà nếu mà là do uh, ung thư uh, trực tràng tức là đoạn ruột cuối hay là polyp đấy thì là thường là máu nó giữ máu tươi nhưng nó bao quanh phân nhiều hơn À, và nó cảm giác nó đau châm chích ở sâu ở sâu trong trong trong, trong hậu môn á chứ không phải là đau rát à, nóng bỏng ở phía ngoài hậu môn thì đó là hai cái đặc điểm để chúng ta à, chú ý à, là coi như cái đi cầu máu này là lành tính tức là nghiêng về nguyên nhân trĩ hay là nước hậu môn hay là nguy hiểm hơn tóm lại khi có triệu chứng đó à, một lần thì chúng ta còn có thể à, bỏ qua nhưng mà từ lần thứ hai trở lên thì bắt buộc chúng ta phải đi khám bệnh để được chẩn đoán chính xác chứ tránh tình trạng là tự chẩn đoán là bệnh trị là nó không không có nên vâng thưa bác sĩ như vậy thì ngoài việc à, đi cầu chảy máu ra thì à, những cái dấu hiệu nào còn có thể cho biết là người bệnh là có thể mắc bệnh trĩ à, thì thực sự cái bệnh bệnh trĩ nếu đúng khái niệm thì bệnh trĩ nó sẽ có trĩ nội và trĩ ngoài tức là ngoài chuyện mà đi cầu nó rác nó chảy máu nhỏ giọt tươi thì nó sẽ thấy à, là lòi cái búi của trị. À, lẽ đương nhiên là cái cái chính xác nhất vẫn là được bác sĩ khám và được đưa cái máy vô để nội soi để chẩn đoán à, xác định cái đó chắc chắn là à bình thịt. À, thưa bác sĩ như vậy thì nếu như mà người bệnh mà chúng ta không điều trị sớm thì à, tình trạng ra máu thì sẽ có thể gặp những nguy hiểm như thế nào? À, à thứ nhất. À, đầu tiên nếu mà để đi cầu ra máu mà kéo dài á thì chuyện đầu tiên chưa cần nói tới cái nguyên nhân gì cả mà như vậy chúng ta sẽ rơi vô một chúng tôi gọi là tình trạng thiếu máu mãn kéo dài đặc biệt thiếu máu mãn mà thiếu máu mãn thì nó gây ra nhiều chuyện lắm thứ nhất người lúc nào cũng mệt mỏi à, làm việc không hiệu quả còn chúng ta làm những cái công việc mà máy móc hay lại ra thì chúng ta dễ bị tai nạn lao động bởi vì chúng ta không có tỉnh táo nó thiếu cái cái hồng huyết cầu thì cái đó là cái đầu tiên chúng ta thấy được cái thứ hai là tôi gặp rất là thường gặp là uh, mọi người là bỏ qua nói là trĩ rồi à, chắc không sao lướt qua mấy lần đầu không sao nhưng mà thực sự đó là dấu hiệu báo hiệu của ung thư trực tràng à, à, nó đi cầu ra máu người ta bỏ qua à, và tới lúc mà nó triệu chứng nó nhiều thì à, phát hiện ra là ung thư trực tràng rồi còn nếu thực sự nó là bệnh trĩ thì ngoài chuyện nó gây mất máu kéo dài à, nó gây đau đớn nó có thể gây nặng là cái búi trĩ nó bị viêm lét lở lét nó nhiễm trùng từ đó nó có thể tạo thành những cái áp xe quanh cái hậu môn, cái áp xe tức là những ổ mũ ấy. à, hoặc là nó có thể nhiễm trùng máu vân vân thì đó là những cái biến chứng là không có mong muốn mà cũng không không tốt như vậy khi mà có một số triệu chứng ban đầu đặc biệt là triệu chứng tiêu ra máu thì cái tốt nhất là chúng ta nên đi khám bệnh để được chẩn đoán xác định chính xác chỉ là bệnh trĩ thôi à, và nếu như vậy thì chúng ta điều trị ngay từ giai đoạn sớm thì nó sẽ yên bình hơn, ít biến chứng hơn và quan trọng nhất là đỡ phải phẫu thuật để điều trị. Vâng, thưa bác sĩ như vậy thì người bệnh làm gì để có thể giảm thiểu cái tình trạng đau rát, chảy máu do bệnh trĩ và táo bón gây ra? Như tôi đã khuyên ở câu trên thì nếu mà chúng ta đã được đi khám bệnh, đã được chẩn đoán, bác sĩ là làm xét nghiệm chẩn đoán là chính xác cái này là bệnh trĩ và thông thường bệnh trĩ nó hay đi kèm với táo bón thì lúc đó bên cạnh gọi là dùng những cái thuốc được bác sĩ kê toa À, thì chúng ta lưu ý những cái điều trị không dùng thuốc và những cái những cái gọi là điều trị hỗ trợ cũng rất là quan trọng. ví dụ chúng ta phải à, bớt ăn cay nóng, à, chúng ta không rượu bia nữa, à, chúng ta tăng cường vận động, ta uống nhiều nước, ăn nhiều rau và trái cây. và một trong những cái biện pháp có thể bổ sung và hỗ trợ với điều trị của được cây toa của bác sĩ là chúng ta có thể dùng thêm à, hỗ trợ những cái gọi là sản phẩm À, từ cái thảo dược thiên nhiên của Việt Nam chúng ta để mà hỗ trợ điều trị thêm những cái là sản phẩm từ thảo dược để mà hỗ trợ điều trị cho với lại cái là thuốc được cây toa thì là có cái dạng là uống để mà hỗ trợ điều trị tây y nhất là trong giai đoạn trị độ một độ hai hoặc thậm chí độ 3 để hỗ trợ trị táo bón và hỗ trợ là co búi trĩ và có dạng để xoa để gọi là giảm các triệu chứng nóng rát ở trong hậu môn, giảm đau rác khi đi cầu và giảm cái đi cầu ra máu. Vâng, thưa bác sĩ như vậy thì chúng ta nên dùng sản phẩm nào để có thể điều trị cái bệnh trĩ và táo bón nhỉ? À? À, thì nói chung là trên thị trường thì nó rất là nhiều dược thảo thiên nhiên. Thì uh, Việt Nam chúng ta cũng 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 có gọi là thảo dược cũng từ Việt Nam ta uh, chiết xuất từ uh, uh, díp cá, rồi hoa hòe, đương quy, rồi đấy rồi cả nghệ nữa để chế biến thành cái bộ là, là, là sản phẩm mà à, trong uống ngoài xoa thì cái bộ sản phẩm mà từ thảo dược này của chúng ta thì là một trong những cái cách để hỗ trợ từ thảo dược trong cái xử trí những cái vấn đề về táo bón và bệnh trĩ đã được chẩn đoán tại sao vậy đầu tiên là cây díp cá cái díp cá thì theo gọi là đông y chúng ta là có tác dụng là giải độc và thanh nhiệt và lợi tiểu và giảm phù và sát trùng nữa thì thật sự là cái chất mà phân tích ra nó là nhóm chất cơ à, là có tác dụng là lợi tiểu mà làm chắc mấy cái mạch máu trong mũi trĩ à, do đó là à, cái cái giúp cá trong cái thành phần này à, nó dùng là nó giúp là co mũi trĩ còn đương quy nó là một cái chất mà trong đông y là nó có tác dụng là bổ máu điều kinh làm chống thiếu máu mà làm người nó khỏe mạnh nó không có suy nhược và nó hoạt huyết giảm đau nó làm cho giảm cái viêm rét mụn nhọt và quan trọng hơn trong cái bệnh trĩ thì đơn quy nó có tác dụng là nhuận trường chống táo bón à còn hoa hoe thì nó có nhiều cái hoạt chất mà chúng tôi gọi là rutin vitamin p thì cái 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 hoạt chất này là nó có tác dụng làm cho mạch máu nó không có bị co thắt à, buổi trĩ nó mềm ra nó không có phong lên thật nhiều, cho à, nó, nó, nó buổi trị nó sẽ cải thiện rất là nhiều. À, ngoài ra cái cái hoạt chất rutin này á nó còn kích thích ruột tiết ra những cái chất cho nó trơn lên tức là nó bớt bớt táo bón tức là nó cũng góp phần giảm táo bón giảm trị. À, rồi nghệ thì chúng ta có gì nghệ thì ta, ta phân chất cái hoạt chất chính của nó là cucumin và nó cái cucumin này nó nó chống viêm mạnh lắm nó nó gọi là dọn gọi là dọn dẹp sạch sẽ những cái gốc oxy hóa là những cái gốc mà là những cái, những cái cặn bã sinh ra trong quá trình viêm nó làm tổn thương cái cái, cái cái, tại chỗ rất là nhiều à, ngoài ra nó còn có tác dụng là thông mật lợi tiêu hóa cũng tránh táo bón ăn uống dễ tiêu hóa hơn và nó làm mau lành cái những cái tổn thương ở cái bú trĩ và nghệ đó là nghệ chúng ta nói nghệ là cua miên của nghệ thì nếu mà nghệ chúng ta bào chế dạng meriva thì làm cho nó thấm ngay tại chỗ nó tốt hơn so với cái curcumin theo bào chế theo công nghệ thông thường à, đâm ra là nó có cái tác dụng cao à, trong cái để giúp các thảo dược phối hợp lại có hiệu quả như vậy trong uh, những trường hợp đã được chẩn đoán bệnh trĩ và táo bón với những cái biểu hiện là đau rác và chảy máu và chẩn đoán rõ ràng là bệnh trĩ táo bón thì thảo dược mà chúng ta lựa chọn tốt và tin cậy nên là thứ nhất được bộ y tế kiểm định, thứ hai là cho phép dùng ở phụ nữ có thai và cho con bú, à, cái thứ ba là giảm nhanh những triệu chứng à, như đau rác, à, giảm cái hồi phục nhanh và giảm nguy cơ phải phẫu thuật để mà phối hợp điều trị hỗ trợ với các bác sĩ. À, bác sĩ cũng vừa nói đến về cái sản phẩm thảo dược như An trị Vương để mà điều trị bệnh trĩ cũng rất là hiệu quả và liệu trong cái trường hợp mà đi cầu đau rác, chảy máu do nguyên nhân khác thì mình có dùng được hay không? thì trong trường hợp mà mà chúng ta đã được chẩn đoán là bệnh trị và đi cầu ra máu và có táo bó và được chẩn đoán rõ ràng thì trong cái loại thảo dược Việt Nam chúng ta hiện đang lưu hành có cả dạng gel thoa và dạng uống thì chúng ta sẽ dùng bổ sung với những thuốc đã được kê toa thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả cải thiện rất là nhanh à, trong vòng 1-2 tuần. À, và đương nhiên cái bệnh trĩ là bệnh nó ứ động lại lâu dài, nên là chúng ta phải sử dụng 1-2 tháng, à, thì chúng ta sẽ thấy là à, nó có hiệu quả à, cải thiện rõ khi mà phối hợp với những cái điều trị à, chính thức của các bác sĩ đã kê toa. Và bên cạnh cái gọi là cái bệnh trĩ, thì những cái trường hợp bệnh lý khác, ví dụ như viêm ống hậu môn hay nứt kẻ hậu môn thì dạng gel à, có thể được sử dụng bởi vì nó tác dụng tại chỗ à, nó có những cái hoạt chất từ gọi là thảo dược nó vẫn là giảm viêm giảm đau rác giảm chảy máu thì à, vẫn có thể sử dụng được vậy tóm lại chúng ta nên đi khám bệnh để được chẩn đoán chính xác là viêm nứt hậu môn là trĩ hay là nứt kẻ hậu môn để sử dụng hỗ trợ đúng nhất và hiệu quả cao nhất ngoài ra nếu đã được chẩn đoán là trị và bên cạnh việc sử dụng thuốc và bộ sản phẩm hỗ trợ thì chúng ta còn phải lưu ý là chế độ ăn uống ví dụ là ăn nhiều chất xơ ăn nhiều canh ăn nhiều rau uống nhiều nước thì đó mới đạt hiệu quả cao nhất chứ không phải chỉ có chăm chăm cho một thứ mà quên đi cái khâu không dùng thuốc lời khuyên của chuyên gia giúp cải thiện những khó chịu do trĩ táo bón gây ra như đau rát chảy máu Hãy uống nhiều nước, hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, vân vân. Cố gắng giữ thói quen ăn đúng bữa nên ăn nhiều rau xanh, hạn chế các thực phẩm giàu đạm, dầu mỡ. Tranh thủ thời gian vận động, tránh ngồi một chỗ quá lâu. Nên sử dụng các chế phẩm dạng viên uống bào chế từ thảo dược như giúp cá, đương quy, nghệ, rutin từ hoa hòe để phòng và điều trị sớm bệnh trĩ. Cụ thể, đối với trĩ nội 1, 2, Người bệnh nên sử dụng sản phẩm An Trị Vương từ 3 đến 4 tháng với liều tấn công trong 1 tháng đầu, ngày là 9 viên chia làm 3 lần, sau đó duy trì với liều 6 viên chia 2 lần. Đối với trị nội độ 3, trị ngoại, trị hỗn hợp, người bệnh nên sử dụng thời gian kéo dài hơn trong khoảng 6 tháng, 2 tháng đầu với liều tấn công là ngày 9 viên chia 3 lần, sau đó duy trì với liều ngày 6 viên chia 2 lần. Uống đủ liều để có thể tránh và giảm nguy cơ phải phẫu thuật. Riêng với triển nội độ 4, người bệnh nên phẫu thuật loại bỏ búi trĩ, sau đó dùng sản phẩm An Trĩ Phương với liều duy trì từ 6 đến 9 viên một ngày trong 2 đến 3 tháng để giúp phục hồi chức năng hậu môn, giảm đau sau phẫu thuật, củng cố và tránh bệnh tái phát. Lưu ý nên dùng kết hợp An Trĩ Phương gel cũng từ thảo dược ngày 1 đến 2 lần trong một tháng đầu tiên để tăng hiệu quả điều trị, giảm đau rác, chảy máu sau búi trĩ. Thời gian trước, tôi thường xuyên đi cầu, chảy máu, đau rất là khó chịu và tôi đi khám thì phát hiện ra mình bị trị ở độ 2 thời gian đầu tôi tìm đến các biện pháp nhân gian và đã dùng thử nhiều cách vẫn không đỡ nhưng sao khó chịu quá tôi liền đi tái khám và được bác sĩ tư vấn điều trị nội khoa bằng thảo dược bằng bộ an trị vương tôi kiên trì dùng và chỉ sau 10 ngày thì tình trạng đau rác chảy máu đã giảm và sau hơn một tháng thì căn bệnh trị của tôi đã được cải thiện và bố trí không còn xuất hiện khi đi cầu. Xin cảm ơn sản phẩm An Trị Vương đã giúp cho tôi thoát khỏi căn bệnh trị khó nói này. Và tôi nghĩ rằng những ai đang bị bệnh trị giống như tôi cũng nên đi khám và điều trị sớm. Đặc biệt nên dùng các sản phẩm thảo dược như An Trị Vương sẽ giúp hỗ trợ rất tốt trong việc điều trị bệnh trị và chảy máu khi đi vệ sinh. Tôi cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Phương. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng An Trị Vương, su tan nỗi lo bệnh trị táo bón của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin vui lòng liên hệ với xuyên thoại miễn cước của chúng tôi 1800-558889 hoặc xuyên thoại 24 trên 7 0896 509 509. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là sống khỏe a à vòng bác sĩ tư vấn.vn hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn.vn. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trị táo bón Nên đã có thêm An Trị Vương treo hiệu quả đã được chứng minh Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé